Chạy vô làm chắc đóng cho nó chờ ba người hỏi ba người gì nó cậu ba với mợ ba với anh Vũ Linh chết luôn rồi trời là trời mình vẫn sửng sốt luôn không dẫn dùng hết hồn hết vía cho hôm qua bà hai gặp bà nói mà hai ta mệt tới chiều luôn loại cho tốn hai lúc mình đang tôi cũng sợ đó tốn hai gia đình trong hồn chơi rồi mày ơi nó đụng mẹ mày tao lo rồi nó mở lên là 1 giờ một giờ không không nữa nè có 12 giờ rưỡi nó đi bán về rồi nó gặp gặp mất á nó nói xong quỷ mập nó nhắc này nó còn mê ngủ lấy cây nó khều khều không được nó mới lấy cây lên đó rồi sao lên đó thấy thấy cái giò lú ra gì thấy sao nhắc này quỷ mập còn nằm lú hay cái giò cái dằng nước là nhỏ đó thằng nhỏ đó bà gái còn nhỏ này nè nhỏ thứ ba nhỏ thứ ba rồi với vợ thường á khều quá khều khều sao không nhúc nhích nó chạy lên vô nhà không được mới leo rồi đừng sao đó là... cháu Linh nè thấy vậy cháu Linh thì đây là cháu Linh xin chào Quốc Nguyễn xin chào Ngọc Thi đây là tuổi của cháu Linh thấy gì ồ 51 kg như người lớn luôn rồi 51 kg như người lớn luôn rồi rồi qua đây nè sao này qua đây rồi rồi tới đi bảy giờ mấy để hôm hôm tại làm việc có 3 người lận cho nên hơi lâu mà đúng rồi tại nắng đợi tới ổng ổng xong rồi lại lẹm ổng rồi tới chỉ là cuối cùng thấy lâu quá tôi về lâu lắm 7 giờ mấy lận rồi đầu là tôi quay ngang tôi thấy là tôi say sẩm không ai rồi tối ngủ có được gì đâu tôi đi làm về không con tôi dặn dò nó gần gần nhà hả chị gần nhà ngủ không được vì lý vì lý do sợ hay là thương tiếc hay là đúng rồi thương ha nghe cái là sửng sốt liền không phải ba người cái nữa rồi dùng nó chết đâu chắc sáng tới trưa thấy chịu mới hay nghe nghe nói 11 giờ là táo quả lên là 11 giờ. 11 giờ không không nữa nè. Có 12 giờ rưỡi. Nó đi bán về rồi nó gặp gặp mất đó nó nói xong quỷ mập nó nhắc này nó còn mê ngủ lấy cây nó khều khều. Không được nó mới lấy cây lên đó. Thấy thấy cái giò lú ra gì? Thấy sao nhắc này quỷ mập còn nằm lú hay cái giò cái dằn nước. Là nhỏ đó ha. Thằng nhỏ đó. Bà gái còn nhỏ nữa. Nhỏ này nè, nhỏ thứ ba con. Nhỏ thứ ba rồi. Là khều quá khều khều sao không nhúc nhích nó chạy lên vô nhà không được mới leo rồi sao đó mới nhìn mình nhìn thấy mới táo quả lên thấy táo quả chắc cũng hết đi được mẹ rồi lúc đó run người luôn á chắc hết biết rồi theo nó con nít nó không biết ra mình lớn là mình là cô gái này hả nó đen hả rồi gan dữ hả đại ca phá cửa đó phá cửa luôn hả có leo gạo luôn không leo lên lại mình thấy kêu cái giò không nhúc nhích rồi mới táo la lên lúc là khóa cửa ngoài cửa trong anh khóa cửa ngoài á rồi rồi ai leo lên có người leo lên chụp cái cây bị gãy cây đó chụp cái cây gãy luôn á leo lên đặng vô trong đặng đập cửa ổ khóa chúng gió gì la làng lên đó chết luôn còn nhỏ này thì táo quạ lên thì nó phá cửa nhỏ này thì nó phá cửa để cái đạp cửa vô nó đạp vô rồi nó mới vô đó
Mà công nhận nó cũng hay, nó đi được cái lắm mà. Mình chắc cứng 2 giờ đi không được. Gan lúc đó là tại vô làm chắc đóng cho nó cha ơi, ba người hỏi ba người vậy, nó cậu ba với mợ ba với anh Vũ Linh chết queo luôn rồi. Trời là trời. Mình cũng sửng sốt luôn. Không sửng, dùng hết hồn hết vía cho. Hôm qua bà Hai Ngọc bà nói mà hay tao mệt tới chiều luôn. Loại cho con Tú hai lúc mình ăn tôi cũng sợ đó Tú ơi, gia đình trong hồn chết hết trơn rồi mày ơi, nó đụng mẹ này tao lao rồi, nó thiệt. Mình của mình ăn, mình có ai đâu chạy của mình ăn tôi nhà. Tao kêu tao là tao trong nhà tắm tao đứng tim rồi. Đúng rồi, mình ăn ông nội nhiều ông đi ngoài đồng kêu. Bữa nay mình đi thì chờm sớm mình là đứng tim hết trơn luôn. Tôi không dám bỏ ra này thì tin. Đụng mẹ phải chi hai ba người mình cũng dặn chút xíu của mình ăn mình. Hôm qua là hôm qua là thứ hai, hôm qua là chủ nhật, và chính ra là nhà nhỏ đó, nhà nữa vợ tôi đâu có học nghỉ học rồi. Bữa nửa 4 giờ là bà tắm rửa rồi bà đi chợ, mà bữa nào thằng nhỏ nó cũng khóc nó đòi theo, rồi bữa đó nó cũng khóc rồi bác hai nó mới tưởng quỷ nhỏ này đòi theo mẹ nó khóc rồi đó. Rồi sau tới sáng là im nghe bà tưởng nó đi bán rồi. Với bữa đó trời mưa, hôm qua trời mưa đầm tả vậy đó. Bà làm biến không đi bán thì nó đi bán vô. Rồi cảm ơn mấy chú đồ thầy luôn nha. Ai về đâu là bị hết trơn. Mới về thấy nhỏ thì thấy mẹ nằm nước đó. Nhưng mà từ đó giờ mới thấy sự việc này xảy ra. Mà theo nhỏ này nó bình tĩnh chứ gặp mình cũng tốn giờ rồi. Bình tĩnh mà nó ra kêu từ người được. Hỏi có rung không? Có rung không kìa. Nó tỉnh luôn á. Hôm qua khi mà nó phát hiện như vậy là nó có cái vật thể hay là có gì cái bên hai vợ chồng đứa con không? Nó không có cái gì, bả thì nghe mấy đứa cháu này nó khiêng nó hai cọng dây điện nó đặt gì nè, nó đưa vô cái mí thiết á. Rồi bả té bên bả nằm sấp xuống đó thì nó đứt hết cọng dây điện còn cầm. Rồi á là nó thấy bả nằm ấp mặt xuống đó rồi ổng thì cái tay ổng vịnh cái giò bả kế tiếp, rồi thằng nhỏ nó mới nằm dắt ngang cái bụng ổng. Đúng gì đó. Nó ra là nó mới nói điện giật chín năm ơi. Có thấy tay chân nám không? Cho mình vô à. Các mấy đứa ra khiêng nó mới thấy đó, nó mới ra nó nói. Nó nói điện giật thím năm mà tím mình rồi. À nám vàng thím ba. Cháy đây rồi. Cho nè. Dạ. Ồ vậy là vậy là con cũng có nhìn thấy cháy là chắc ăn rồi. Giờ đầu lúc khoảng độ chừng khoảng 4-5 giờ sáng rồi mà tới xế mới 1-2 giờ. 4 giờ là nhỏ nó có khóc đòi theo mẹ nó, mấy bà này thường bữa nó giấc đó nó cũng khóc đòi theo mẹ nó chào đó. Bởi vì người ta con cưng mà. Chắc tới giờ đó là chỉ chuẩn bị đi đi làm. Đang chuẩn bị đi ra tắm đặng mà đi chợ mua đồ rồi về bán cho tàu cao tốc đó. Đồng khám vậy đó hỏi mình thì có sao nó vậy? Mình có sao nó vậy? Rồi cũng có cũng. Rồi. Cũng là cuối là bây giờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Giấy Phật Tổ Phật Thầy, nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho ba vong linh vừa nêu trên được thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta cũng cáo 46 thầy cho bốn lại. Xong niệm lại các phần mới một ha. Năm mấy gần 60 tới tí. Người nó năm mấy? 51. Mấy ký. Thần lụi. Chúng ta cũng giữ thương đi. Chúng ta đọc bài hộ niệm. Lần một cũng ba lượt như vậy. Sau với xong thì chúng ta sẽ thu hương. Một tay phương. Chúng ta cũng hướng về bàn dòng đi chúng ta đọc lớn lên. Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tam. Tây phương cực lạc. Cực lạc thế giới tam thập lục vạn ức. Nhất thập nhất vàng cử thiên hữu bá đồng danh đồng hiệu đại từ đại bi tiếp dẫn vong lên A Di Đà Phật. 52 tuổi Lê Thị Cúc hưởng dương 45 tuổi Ngô Văn Vũ Linh hưởng dương 7 tuổi được thoát chốn mê đồ giảng sanh miền cực lạc A Di Đà Phật. Chờ lần thứ hai.
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Gì mà mất hết rồi anh? Dạ thì hiện giờ cũng chưa có nói được anh chị ơi. Hết bữa nữa pháp y nó cho có sự việc chính xác luôn á mới nói được. Dạ. Thì chỉ biết hôm nay đến đây là để đưa tiễn các vị này về nơi ăn nghỉ cuối cùng thôi, chứ ngoài ra cũng người quay thì cũng đâu không dám nói nữa. Dạ. Gom lại gom gom hương nữa. Rồi ai cũng thảy đất xuống rồi thảy đi. Rồi xong. Dạ. Dạ. Chắc hẹn nhau chứ mất cùng ngày cùng tháng cùng năm luôn. Phát hiện ra thôi đó. Con, cái lúc con gặp con có sợ không? Không hả? Dạ dạ. Cái này mình quay đưa tiễn thôi chứ đâu có gì. Đó thì cũng xong rồi khán giả. Gọi là xong một kiếp người. Tên tuổi em quay lên cái tuổi về em quay. Nãy ông đốt than cho con nó cũng than đốt rồi đi. Vậy chú cũng thường hay để dẫn cái để đọc gì đó hả chú? Không, coi như là cái này coi như nó ngoài cái muốn. Ngoài muốn, nhưng mà thấy chú cũng thông hiểu về cái vấn đề này ha. Nhỏ lớn cũng dạ. Làm nó gai. Chú cho em hỏi thường thường mỗi người mắc đó thảy đắc chứ là có ý nghĩa gì chú? Cũng như là trong cái thân tộc họ hàng của mình đó. Dạ. Gọi là một cái nắm đất đó để làm kỷ niệm. Kỷ niệm ha. Cũng như là cái tình nghĩa với là gửi gì. Pha đứng lại cái kỷ niệm. Cái gì cho lấy ba cái tấm tang này đốt cho ông xã tang với bà xã tang với nhỏ xã tang, cái để đem về nhà đâu được. Cái gì đứa nào? Đứa này xã tang. Đây nè, đây nè. Ba miếng này nè. Mấy miếng? Ba miếng ăn nè. Của ai? Ông Hùng với ông Hùng với ba Hùng nè. Lấy lượn. Với ông nhỏ đội cho xã tang đi chứ đợi cho. Chú lấy lượn. Còn mấy thằng này thì để tang rồi. Còn cái này nè. Còn cái này. Của ông nữa. Còn miếng dưới lên đâu? Hai miếng, một miếng nữa. Còn miếng dưới lên nữa. Đưa miếng dưới lên lại. Ờ, đốt tại chỗ luôn ha. Không, mà đốt ra tan nhỏ. Đốt tan để đầu hàng á. Đầu hàng á. Còn tan đội đó mình cứ... Dạ. Mình à, thường là vậy á, cái người mắc có bao đội tan hoài sao? Cái phong tục là vậy á, khi mắc là mình đốt tại chỗ cái tan trên đầu hầm. Không vậy đi ha. Dạ, dạ. Có không có gì, đó cũng như là cái kỷ niệm vậy thôi. Dạ, dạ. Rồi. Giấy chung quan hự hết. Rồi cho xin thả đang. Ốc lại ha. Anh đang đợi mai táng luôn hả? Dạ. Ờ. Họ luôn. Gì đó ha. Anh là anh của anh đó. Giáp năm tăng này cũng như tăng hàng á, đốt trên... làm tiêu quỷ. Dạ, thôi để đổi hoài ha. Ừ. Ủa cái này nữa người ta làm hết sao ta? Bên này giao cho bên 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 y tỳ. Y tỳ ha. Người ta làm ha. Thì cũng như mướn mỗi một cái gì 3 triệu. Dạ. Rồi nó xây nó làm gì làm. Dạ. Còn khi măng cát đá thì bên từ thiện nó bao hết, hàng nó bao hết. Dạ. Thì mình tốn tiền mình mướn người ta xây thôi. Dạ. Xi măng cát đá gạch thì bên đó nó chịu hết. Rồi. Thì là xong một kiếp người rồi đó. Dạ. Rồi đó bác. Bọc bánh bọc này thì để đó. Có gì khó nói. Rất là nghẹn lời đó khán giả. Phải nói là nghẹn lời. Tại vì cái sự việc xảy ra là chấn động lòng ghê luôn. Nói ra thì nghẹn lời.
ở cũng ở Châu Phú này luôn à. Châu Phú à, là dạ, Châu Đốc. Dạ, dạ, Châu Đốc. Châu Đốc hả? Dạ. Cái này chắc hiện giờ chắc đem về nhà chỗ nãy quá. Đem về rồi bao lâu mấy đứa em mới đem về nhà nó thờ à, đúng một tuần. Dạ. Đúng một tuần. Rồi bữa nào mới mở cửa mã đây chú? Mơ. Ngày mai khoảng mấy giờ chú biết không? Mơ 12 giờ. 12 giờ chưa mở cửa mã ha. 12 giờ bắt đầu 12 giờ đó bắt đầu mở cửa mã đó. Ờ. Ô cái gì? Quay ra lên đài đó cho dạ. Mình chia sẻ. Dạ. Cũng như có tình huống gì đặng mình khắc phục để cho bà con mình đi tiếp nó. Đây là ban quản lý nghĩa địa nhân dân. Đây quay đây. Quay ơi. Rồi mình có lẽ là mình sẽ xuống like cũng như là ngưng lại cái video này nha khán giả. Thì phải nói một nữa là chia buồn, thành thật chia buồn với gia đình. Một nữa là xin cầu mong cho hai vợ chồng và đứa bé này siêu thoát giảng sinh nên miền cực lạc ha. Còn em thì thằng này thứ 10 nè. Nhà gì ở gần đó không gì? Ở kinh 12. Ông chú Thanh là thứ 10 hả? Dạ. Ủa vì sao? Vì là chú của anh Hùng luôn. Dạ, cậu. Cậu 10. Dạ, cậu anh Hùng. Dạ. Vì ở kinh 2. Kinh 2 lên kinh 2 rồi chú chiếu tới lại dạ, cậu kinh 2. Kinh 12 ha. Dạ. Vì nghe báo tin là lúc mấy giờ? Cho hay sao vậy nó là ba người trong gia đình hỏi thăm thì mới ba người rồi ba tôi rồi cậu cũng có ba giờ sắp giờ tới đâu là chú bên làm bên ba giờ mà chú chưa hay hả có hay đâu nghe đồn ra là nhà cò chú gần đó không nhà tôi chứ dàm ở dàm luôn á dàm kinh 10 á rồi tôi mới điện lên ở trên này ai chết tới ba người tôi điện lên thằng cháu là thằng Hùng nó chết rồi ba người trong nhà chết. Ồ. Tôi mới hay lúc mà chú nghe báo là ba người trong gia đình mất rồi là lúc đó trong người chú như thế nào mà chú đó trời ơi thì nó cũng mình con hết biết cái giống quýu ba người rồi. Rồi chú nghe được quýu nghe hay rồi đừng chịu dũng lúc con chị qua nay rồi con ba hộp cơm là chết lấy hai chồng lúc đứa con chết rồi ông có vô rồi nó phải chị tôi kêu cơm tôi không chịu ba còn nghe cái tình đó có anh kia ảnh quen ảnh gần đó nó là có trong đây có ba người mất cùng một lúc luôn hai chồng đứa con rồi cái kim con đánh thình thịch rồi đó mà tranh thủ chạy vô mà lúc đó quay ra chưa có được để coi sự việc như thế nào chẳng hạn để coi nhiều lúc mình quay lên gì nè nó rất là giúp hữu ích cho người khác để xem chẳng hạn như nó nếu ví dụ bị điện giật thì người ta sẽ sau này để đề phòng cái vấn đề điện như thế nào. Dạ. Nó la đừng có đồn. Dạ. Chưa biết là cái chết là cái gì điện giật thiệt, nó la điện giật thiệt mà chưa biết. Dạ. Tại vì cái người ta thăm thi rồi chưa cái giấy quyết định đem về. Dạ. Là chưa biết cái căn cho làm sao đừng có đồn tầm bậy. Ừ. Đúng thấy không? Dạ. Đó chị Quay cũng như ở trên trên. Với tôi nó đồn cái là hai chồng cự lộn thì bằng công trình nhỏ này ông là cặp ta rồi cái cự lộn rồi về cái thằng này quánh chết con vợ thằng nó tự dặn luôn nó đồn nó bậy á thấy không cái đó là gọi là sai sự thật bởi vì công an nó mới la đó đúng rồi la là đúng. Bây giờ chắc cũng đợi dài nữa là biết kết quả nhưng mà có lẽ là có cái sự nghi vấn là về điện đúng rồi đó, cho nên thì để từ từ biết kết quả chắc ta cũng có nói là bao lâu ta biết kết quả không từ đâu từng người ta đưa từng đổ lại ha rồi là cậu ở đây là cũng coi tiếp ở đây luôn hả gì cậu không giao cho nó hết dạ, giao cho bên đạo tỳ ấy giao bên tỳ thiện nha tại vì cũng như bên tỳ thiện ta bao hết trơn dạ. Mà mã mồ ta bao hết chỉ là mình bướng người ta xây cái là 3.5 triệu đó mấy người xây đó dạ là xong nha xây ừ ồ vậy cũng được quá còn cát đá thì măng gạch thì bia này kia là bên từ thiện tao bao hết để hết bữa mà có kết quả có duyên mấy con trở lại quay để cho khán giả biết là cái sự việc nó như vậy thôi chúc cho gia đình nhiều sức khỏe nha dạ.